Đấy, anh chị máy cao lãnh Đồng Tháp. Đây, thấy rồi. Bây giờ mới thấy mặt bà chủ thôi chứ còn cá thì thấy rồi. Đó, cá đó. Thì không nghe. Nói chung là chị bán ở đây là một phần, còn nếu bà con cần cái gì gọi là có thể ship được hết. Vàng, vàng rẻ. Có trình luôn, lấu có hết. Bây giờ ăn cá rẻ lắm. Vàng, đúng rồi. Tại vì nước này nè, cá sông á, ta bằng được nhiều lắm. Vàng. Quý vị ạ. Vậy là buổi chiều giờ này là đúng 6 giờ này, Khánh có mặt ở đây là khu vực La Ngà Fish Hill. Quý vị có thể coi trên Google Maps ấy, mình biết tên khu vực này là La Ngà Fish Hill. Phía bên kia có một đồi cát, Khánh nghĩ chắc của tư nhân hay là gì đó mà mình cũng chưa được qua được. Rồi khu bên này là một khu tòa nhà liên hợp rất là lớn. Quý vị xem livecam thì quý vị sẽ thấy rất là lớn. Khánh kết thúc một ngày cũng khá nhiều hành trình, nắng gió có mặc dù mình đi ô tô. Khánh uống cà phê ở đây và Khánh xin được kết phim nhé. À, vậy em lên đây lâu chưa? Cứ ở mấy tháng trong thì có khi lại về dưới kia. Khánh chào quý ông bà cô bác và quý anh chị em. Chiều nay đang Khánh đi ngang qua cầu La Ngà đây. Thực sự thì cầu La Ngà thuộc về huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai quý vị. Bình minh hay là hoàng hôn gì cũng rất là đều đẹp. Hôm nay thì có chút thời gian, Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh lang thang và tham quan khung cảnh của cầu La Ngà. Mùa này có thể nói là nước cũng cao và mình cũng tham quan thêm những khu vực mà những cái cảnh phong cảnh đẹp ở chung quanh cầu La Ngà. Ngoài cầu La Ngà ra thì sông nước hữu tình đấy quý vị cũng có rất là nhiều khung cảnh đẹp. Khánh cũng cố gắng mời quý vị mình cùng với Khánh đi tham quan một chút lòng vòng xem hoàng hôn ở cầu La Ngà thì như thế nào quý vị nhé. Theo Khánh biết ngày xưa cũng là ngôi thánh đường của giáo xứ La Ngà ở đây đấy quý vị. Và do mỗi lần nước dâng nhiều thì có thể nó ngập khu vực này. Và giáo xứ thì di chuyển lên cách đây khoảng 2 km. Quý vị xem này, khu đất trống và khu tập kết các cái phùng bi phi để làm bè quý vị. Rồi buổi sáng thì nhiều người vận chuyển cá hơn, cám hơn. Bây giờ thì buổi chiều Khánh muốn quay hoặc cảnh hoàng hôn đấy. Đây đó quý vị này, những căn nhà này có bán tạp hóa trên sông, bán những cái đồ nhu yếu phẩm cần thiết để cho bà con mà ở khu vực dưới lòng hồ, dưới những cái nhà nổi ở đây lên mua ấy quý vị, mua bán những cái nhu cầu cần thiết ấy. Mình đi vào đây một tí nữa ra sát mé này xem khu vực trước đây là những nhà họ bán cá dọc theo sông quý vị ạ, cá sông và họ bán dọc theo cầu La Ngà để cho khách phương xa đến mua ấy. Đây có một cái nhà nổi nhỏ lắm quý vị này, giống như ăn sống trên hồ ấy.
đây là sông La Ngà và một tí nữa thôi là tới hồ Trị An. Nước ở khu vực này cũng ảnh hưởng theo lên xuống của hồ Trị An đấy quý vị. Hồ Trị An nước dâng nhiều thì nước ở đây nó cũng nhiều hơn. Khung cảnh thì đẹp quý vị nhỉ. Cây lục bình xanh mướt đấy quý vị ạ. À, vậy anh lên đây lâu chưa? À, cứ ở mấy tháng trong thì có khi lại về dưới kia. À, đấy có mình ăn ở đây. Mà anh ăn ở đây để anh làm nghề gì anh? Câu cá các bạn. Ồ, vậy đấy, vâng. À, vậy là gia đình anh vẫn ăn ở dưới quê. Dạ. Vâng. Vâng, cảm ơn anh nhá. Dạ, vâng. Anh ở ăn câu cá ở đây quý vị. Xong rồi quý vị. Không biết đây là chuyến cuối cùng chưa. Giờ này thì cũng 4:30 rồi. Trời tối cũng sẽ nhanh thôi quý vị. Là một chiếc xe khác đến chứ. Khung cảnh cầu La Ngà, hoàng hôn, bình minh đều rất là đẹp quý vị ơi. Ngày xưa thì còn du lịch thì thời chưa Covid ấy, thì khu vực đây cũng là nơi mà các cái khách bên nước ngoài họ ghé xuống họ check-in chụp ảnh nhiều lắm. Đây quý vị, khu vực này nước rút một chút thì bà con còn trồng được cây chuối này. Tức là cây chuối này thì nước chỗ này chắc thường nó không tới, nó ngay mé cầu ấy. Bà con trồng được cây chuối, chuối anh thấy là chuối Sài Gòn. Rồi phía kia, quý vị nhìn căn nhà kia, bà con trồng còn đang phơi những cây lục bình ấy, nhiều lắm để bán đấy quý vị. Phơi trên nóc nhà, trên những cái ghe cái thuyền luôn. Ngôi làng ở đây. Ngay phía bên này cầu về hướng Định Quán ấy có một khu vực chợ cá này quý vị này. Bà con bán các loại cá sông ấy quý vị. Có nhiều loại lắm. Hắn đi một vòng để quay cho quý vị xem nhé.
anh đây quay phim tí anh nhá. À, cảm ơn anh. Đây quý vị, cá cá chặt này quý vị này, rất là nhiều loại cá ở đây nè quý vị. Cá tay tượng cũng có quý vị. Có loại cá thì bà con đánh bắt trực tiếp từ sông lên, như những con cá chép lớn ấy. Còn có những loại cá mà bà con nuôi ở dưới lòng hồ, mang tiếng cá nuôi nhưng mà thực ra là nó cũng nằm ở dưới sông ấy quý vị. Nó chất lượng thì nằm thịt nó cũng ngon lắm. Quay phim tí chị nhá. Đấy. Vâng. Ở đây vợ của anh chị sen hả? À tí sen quý vị ơi, nhiều loại chưa này. Rất là ngon. Cá khô. Chị ơi, cá này là cá gì chị nhỉ? Cá dứa. À cá dứa. Cá của em đây. Vâng. Bao nhiêu? Vâng, xin lỗi chị, khoảng bao nhiêu cả tùy theo mùa nhưng mà vâng. À, tùy theo mùa nhưng mà chị cho giá bà con biết sơ. 180 mà cá dứa 180. À, cá này nó sấy luôn rồi. À. Nó vào một nắng nó sấy luôn ở dưới miền Tây á. Đúng rồi, nhìn cá này cá miền Tây, cá nước ngọt mình. Ồ vậy à. Dạ. À còn bên này là cá gì chị? Cá lóc bè. À cá lóc bè. Cá nuôi lồng bè. 120 kg. Vâng. À cá 150 có, cá 120 có. Đấy, giấy của cá lóc bông. Vâng. Cá lóc sông hả chị? Cá lóc bông. À cá lóc bông. Cá lóc bông này chưa này. Còn cá không à? Vâng. Chuyên gia chị nói cái này là bao nhiêu một ký chị? Cá này 1 ký 170 à. Mà một mười miếng to như vậy là một con là một ký chưa chị? Không tới đâu. À. À có 7 lạng à. Vâng, như vậy là 7 lạng thì cái này chưa tới 100.000. Dạ. Vâng. À 170 thì cái này cỡ 130. Đấy cái một con cá to đấy. À, tiệm của anh chị ở đây là tí anh sen. Chị là tí sen. Vâng. À, có số điện thoại. Có số điện thoại luôn. Vâng. Ăn alo. Vâng, anh có cái kìm nữa nè. Vâng, đúng rồi, cá kìm này. Cá lem kìm đặc sản là gà đây này bà đúng con rồi. Ơi. Vâng. Xong đấy. Đặc sản là 350 bữa nay rẻ. Vâng, đúng cá rồi. Cá này cá dân lứ nè, 350. Đúng rồi, có rẻ hơn trước đây. Dạ, còn này cá sặc. Ồ, cá sặc này cũng dân lứ 3 phân, 4 phân nè. Đấy. Đó, là cá 140 à. Vâng, thực sự cái này là cá sông, cá sông với hồ Trị An luôn. Vâng. À, cá sông mình luôn. Vâng, cá sông thiên nhiên đấy quý vị, dạ, mà sông nhiên. Sông La Ngà sông hay hồ Trị An là đều là nước sạch lắm. À. Đây 350 cá kìm. Mắm cá chốt. À đấy. Đây cũng có mắm cá chốt sông mình luôn nè. Vâng. Cái này cá dễ chà trao đựng thuốc nốt nè. À vâng. Còn cái kia cái gì trắng trắng ấy chị nhỉ? Măng. À. À còn lại măng chua. Măng chua này là ngủ có 40.000 thôi. Vâng. Ở đây thì có nhiều khả năng là măng rừng luôn đấy. Dạ. Tại vì bà con ở gần rừng. Vâng. Dạ. Đây quý vị nhá. Là măng rừng thiên nhiên không ạ? Vâng, mình ghi lại số điện thoại với tiệm. Nhà tiệm chị thì kế cuối và có thể gọi được, có thể ship được đúng không chị? Rồi, ship luôn, gửi xe được luôn. Đúng rồi, vâng. Đây quý vị ở nha. Ở đâu cho địa chỉ điện là. Vâng, cảm ơn anh chị nhiều. Vâng. Quay cá đi. Rồi, em quay rồi. Quay cá này. Cá này gọi là cá gì em thích quen rồi. Cá này cá lăng đá nè. À, cá lăng đá to. Này cái này là con cá chèn leo. À cá chèn leo. Nè, cá chèn leo. Vâng. Bữa nay còn 101 ký à. Ờ có 101 ký thôi. À bành bành không mà con 45 ký cũng có. Vâng, 45 ký một con cũng có mà bé hơn cũng có. Cá chèn leo. Cá lăng đá. À cá lăng đá với cá chèn leo là hai loại. À. Ờ quý vị. Này cá lăng đá là nó có cái sọc bên hông. Còn 2 3 ký, 5 số ký, 10 ký cũng có nữa. Vâng, đấy. Ký có 130 à bà con có ăn rồi gọi mình nha. Vâng, anh chị tí sen. Vâng. Có cái cá chấm đen nữa. À. Chấm trắng. À. Cá chà dầu. Vâng. Đây quý vị, chị cũng niềm nở để giới thiệu với quý vị nhé. Đây là chả cá thác lác nữa này, bao tử cá lóc này. Anh quay thêm những gian hàng ở đây để quý vị mình cùng tham quan. Thực sự thì đây quý vị xem, ngày thường mà bà con cũng đến đây mùa đông lắm ấy quý vị. Mùa rất là đông, bà con biết rồi, những người biết rồi quý vị. Cá đây là đa số là sạch, bởi vì sông La Ngà hay là hồ Trị An thì nguồn nước cũng sạch lắm. Đây, có người còn, có người hết. Rất là đẹp quý vị nhỉ, đẹp lắm đấy. Đặc biệt ở đây là có nhiều đặc sản chả cá lắm, cá lăng cái gì đó. Đấy, có cả các loại măng quý vị. Đây các loại cá đây quý vị này. Ở trong kia thì cảm thấy có con cá chép to lắm. Con chú quay phim tí anh nhá. Đây tiệm anh chị Tùng Bông lớn lắm. Ở đây thì bán nước mía là khác nữa. Đây quý vị này, nhiều loại cá lắm. Đây là cá kìm đấy quý vị, cá kìm.
cơm. Chị ở đây phải cá cơm không chị nhỉ? Ừ, cá cơm. Và đây cái cá cơm nữa đấy. Cá cơm khô rồi, rất là ngon. À, như quý vị cũng biết bà con thì... À, chúc anh chị một tí gần nhá. Và bà con biết mình khu vực này bán cá sông, cá ấy nhiều loại, phong phú. À, cá hô, cá tra dầu, cá chặt, cá leo đúng không con? Cá trình luôn. Cảm ơn con. Chú đi một tí. Bà con mình có thể coi vào những cái số điện thoại ở đây để gọi điện ship, hoặc là bà con mình có thể đến đi ngang qua ghé mua. Và cá chép đây quý vị này. À, chép giòn. Đây, bà con mua đây quý vị này. Mua về đóng thùng. Đây, anh đang đóng thùng. Đây, ngon lắm. Rất là đắt hàng. Đây, mình qua phía này. Rất là nhiều người mua, nếu mà tính cả ngày hay là mùa du lịch đấy quý vị. Hôm nay thì gắn đi là ngày thường thôi. Ngày thứ ba thường vậy. Ồ, đây chị đang làm cá luôn. Hey, quay phim tí chị nhá. Quay phim tí nhá. Quảng cáo cho bà con. Cho bà con biết khu này bán cá sông ngon. Vâng, cảm ơn anh. Dạ. À, khánh khi khách biết rồi, du lịch biết rồi thì cứ ghé mua. Còn có một số người chưa biết. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Không quay anh đó, anh nó mua nhiều đó. Vâng, đúng không anh? Ông này bán rẻ. Anh nó lại mua rẻ. Vâng. Ờ, phỏng vấn khách nha. Anh ơi, anh ở đâu ghé ngang mua anh? Ừ, anh ơi. Em hả? Ừ. Em trên núi. Anh trên núi rồi à? Vâng. Anh đang quảng cáo là ông chủ bán đây này. Ông chủ rồi. Ngon rẻ. Ngon rẻ. Vâng. Bán đúng giá. À, bán đúng. Nhưng mà đúng giá vẫn rẻ đúng không? À, còn mình mua về xe, xe Honda hay xe hơi chị? À, đấy. Con này gáo khách. À, nhưng mà khán giả đây có đội mũ an toàn, tức là cũng gần gần đây ghé mua nha. Vâng. Đấy quý vị, khán giả gần, à tức là bà con ở gần đây vẫn ghé mua như thường, chứ không phải là khách xa. Du lịch cũng có mua, xe đạp cũng có mua đúng bình thường anh ơi. Ờ, đúng rồi. Giá rẻ bất ngờ, giá rẻ bất ngờ. Dạ, đấy, xe đạp, xe đạp, xe ôm thì có khi cũng mua hết. Đây là nói nhiêu là bao nhiêu tiền cũng mua được hết trơn á. Vâng. Kể ra anh đàn ở khu này anh đi ghé mua chứ còn nhiều bà con chưa biết. Và đây nhiều loại lắm. Dạ. Vâng, có hết. Giới thiệu bà. Vâng. Đây cái còn chả cá tươi nữa, cá thác lác. Vâng. Đây tiệm ăn chị là tiệm Hồng Hải. Và Hồng Hải và giao hàng tận nơi, có ship với quý vị nhá. Những cái số điện thoại quý vị xem là quý vị thích là quý vị có thể hỏi đặt được. Nhiều lăng leo chép giòn, cá hô, cá chặt, cá trình thì có hết. Cha dầu, lăng đá, rồi bao tử, cá lóc, chả cá, thắc lát có hết quý vị. Số điện thoại ở dưới. Vâng, tới nơi luôn. Và đấy quý vị. À, ăn gần đây không anh? À, đâu anh? Long Khánh á? Cao Lãnh. Cao Lãnh á? Ủa bây giờ vậy anh chạy về tới Cao Lãnh á? Anh bỏ đâu này? Quý vị này. Ăn mãi. À, tức là dân miền Tây sông nước rồi cũng ghé đây mua. À, miền Tây sông nước cũng ghé cầu La Ngà mua luôn, sông La Ngà luôn. Hai anh chị luôn á con, anh chị đi xa vậy. Và đây, thế chúc anh chị đi Việt Nam nhá, vui vẻ. Đấy, anh chị máy Cao Lãnh Đồng Tháp. Đây thấy rồi. Bây giờ mới thấy mặt bà chủ thôi chứ còn cá thì thấy rồi. Đó. Đó vâng. Đây quý cắm. Đi du lịch hay đi đâu là cứ thích ăn là cứ ghé mua ăn. Vâng. Có tiền nhiều tiền cũng mua được hết. Vâng, cảm ơn chị nhá. Khán chào ạ. Chúc anh chị đặt hàng. Vâng dạ. Có 20 tờ mua. Mua được anh. Mua được. Có hết. Ừ. Ăn nhiều đồ đi cẩn thận nhá. Bắt lái hơi khó luôn này. Vâng. Dạ. Rồi mình đi tí nữa. Đây là buổi chiều, 5 giờ chiều, ăn đây thì có vẻ đang dọn. Ăn đây đang dọn muốn nghỉ rồi ăn nhỉ?
ăn rồi mình đang dọn mình muốn nghỉ đấy anh Giang. Ờ và tiệm ăn là tiệm Cường Trang. Có số điện thoại luôn. À, chiều rồi quý vị. Và đây cá khô vẫn còn đây. Thực ra thì bán hàng vậy thì Khánh thấy bà con vẫn chở đi chở về bởi vì tối thì không có ai ở đây ấy. Đấy, trong này cũng anh chị bán cũng được nhiều rồi, nó vơi vơi rồi. Ăn bán cũng nhiều nhiều thế nó vơi vơi rồi này. Và còn đây là cá cơm ấy. Cá cơm quý vị ạ. Còn cá khô đây nữa này. Rồi, cảm ơn anh chị ạ. Và dạ. Chả cá đây quý vị này. Thường là nạo bằng thi à. Rồi, đây giới thiệu với quý vị khu vực đây nhá. Xe Honda, xe du lịch, xe tải đều bà con đều ghé để mua được hết ấy. Rồi, mình tiếp tục tham quan một chút cảnh cuối làng ở trên ngay cầu La Ngà, gần sông La Ngà đây luôn quý vị nhá. Chả cá thì ngon nhất là chả cá thắc lác, còn sau đó là cá nàng, và cháu đây là chả cá thắc lác, thịt nó chắc cho quý vị này. Thầy nạo bằng những cái thìa cái muỗng ấy. Con bây giờ bao nhiêu một ký con? 180. À 180 một ký chả cá thắc lác quý vị. Một ký thì cũng nhiều lắm. Ờ cảm ơn con nhá. Ờ vậy ờ. Đấy cá thắc lác rất là hiếm ấy quý vị. Mình mua thì mình thấy ta đè vậy, mình mua ở ngoài trên dịch vụ thì mình thấy ta đè nhưng mà biết có đúng không, nhưng mà để thực địa ở ngoài mà có cá thắc lác cũng không phải là dễ quý vị. Có những cái view ấy, Khánh đi vào phía bên nếu mình từ cúc đầu dây mình lên ấy thì nó là bên tay trái quý vị ơi, bên phía trên cầu La Ngà có nhiều view rất là đẹp quý vị ạ. Với lại khu dân cư ở đây đẹp tuyệt vời ấy. Khánh mời quý vị mình tham quan một chút một khu vực quán ở view ở sông La Ngà đây quý vị nhá. Ở đây người ta trồng vườn xoài này, mình đi vô xem là trong này quán có những cái gì view đẹp không quý vị. Đang là mùa xoài rồi. Khánh thì Khánh tính ra ngoài đồi cát, nhưng mà Khánh nghe nói đồi cát thì có thể họ không cho vào. Mình đến đây mình tham quan thì Khánh lấy một chút cảnh lay cam quý vị. Oh, có thể nói một cái view quán tuyệt vời đây, có cả hồ nước ở đây quý vị, hồ bơi. Lối vào hồ bơi rồi có những cái nhà nghỉ rất là đẹp. Đây thôi Khánh cũng tò mò một chút, vừa đi khám khá cho biết rồi quý vị xem này,
những vườn xoài cổ thụ ấy mà người ta chặt ngọn đi ấy, nó thành những cây kiệm. Có quán cà phê ở đây, rồi có hồ bơi nữa. Để Yến Khánh hỏi xem thật sự quán này là tên là gì thì có thể mình coi trên Google mình biết. Đẹp lắm quý vị này. Khánh đang đi khám phá quanh quanh khu vực La Ngà. Đây, hồ bơi đây. La Ngà Fish Hill. Fish Hill tức là đồi cá La Ngà quý vị nhỉ. Một đám cỏ đẹp. Ở đây nữa nè. Như vậy ở đây là có một không gian là một cây đàn. Cây đàn đây, rồi chung quanh này là cái view cà phê, view hồ. Thơ mộng lắm quý vị, đất rộng tuyệt vời luôn. Quý vị ạ, xoài này rất là nhiều trái đấy. Một cái vườn ở đây công nhận quý vị ạ, nếu mà nói về tư nhân thì đầu tư quá nhiều ấy. Một khu đất này thì Khánh không rõ mấy mẫu, Khánh mới gặp anh chủ nhưng mà rất tiếc là mình mới đầu mình chưa biết anh là chủ, mình hỏi. Và Khánh giới thiệu với quý vị nhé. La Ngà Fish Hill, có cái resort điện bắt buổi tối. Cái bảng hiệu ở đây to. Nhân nhân viên bảo vệ ở đây thì anh bảo là nhìn có thể nhìn thấy luôn từ cầu La Ngà, nhìn anh đây cầu La Ngà đâu, góc kia hả anh? Đấy đấy, cầu La Ngà ở góc đó đó. Đó và đó. Mình thấy cái cầu luôn không anh? À mình thấy rồi đấy. À và đứng ngoài đó là bắt đèn anh nhìn thấy rồi. Vâng, đấy cái bình thường mình hay đứng cái cầu phụ ấy, mình nhìn về phía này. Mình có thể thấy cái bảng hiệu của trung tâm đây này. Sông cảnh rất là hữu tình quý vị, sông chung quanh này. Đây, con cá đây này quý vị. Con cá đây là bằng điện. La Ngà Fish Hill. Fish Hill là đồi cá La Ngà. Và ở đây thì cũng đúng giống như anh mới chỉ Khánh, ở đây phía bên này là đồi cát luôn quý vị này. Đấy, một khung cảnh rất là đẹp. Đây là sông La Ngà đây. Mục đích thì xin lỗi quý vị mà không phải là Khánh đi uống cà phê, mà hơi tiện thì cũng lang thang ở khu vực La Ngà, tìm hiểu thêm về quê hương, về vùng đất Định Quán, hàng xóm của Thống Nhất Đồng Nai. Đây. Đây quý vị này, nước này. Nước đang rút đấy. Vì trước thì đây là đất luôn đấy, nước đấy quý vị. Và quý vị nhìn này. Xa xa kia là cầu La Ngà. Chung quanh ba mặt là nước đang trôi. Lục bình đúng là người ta gọi là đánh lục bình trôi ấy. Lục bình thì đang trôi vào bờ. Gió thổi vào bờ quý vị ạ. Đang trôi rất là nhiều. Khung cảnh đẹp quá quý vị này. Cháu bán cà phê không cháu? Bán cà phê không cả? Phải bán cà phê không cả? Mình bán cà phê hay là mình đi uống? À vậy à? À tưởng mình bán ở đây ấy. Xin lỗi nhá. Vâng. Ồ, anh thấy có một cái lầu quý vị này. Bà con cũng đang ngồi trên lầu uống rồi đấy. Quán đẹp lắm quý vị. Mình giới thiệu quán một tí. Cháu ơi, chú mua ly cà phê sữa đá nhá. Dạ, pha phin chú thích hơn nha. À, con này ở đây là trái cây cũng bán luôn à? À đúng rồi, trái cây nhà mà. À có 10.000 một ký thôi. Đến gần hơn thì mình thấy quý vị này có những khu xích đu, rồi có những cái nhà resort được lập bằng mái chăn này. Nhìn gần thì mình sẽ thấy bằng mái chăn. Rất là nhiều tòa nhà ở đây. Khánh thì chưa gặp được anh chủ, bạn ấy thấy anh nhưng mà chưa kịp hỏi hay là ở khu vực này thì bao nhiêu mẫu, nhưng mà rất là rộng quý vị này. À đây là khu vực cầu Bắc Nổi luôn đấy. Tức là bắt lấn ra ngoài, xin lỗi không phải là lấn đâu, nhưng mà bắt trên nước đấy quý vị. Trên nước. Ở đây nữa, một dãy quán rất là đẹp.
khung cảnh đẹp quá quý vị. Mình để xem bao nhiêu một ly cà phê nhỉ. À, quý vị ạ, vậy là buổi chiều giờ này là đúng 6 giờ này. Khán có mặt ở đây là khu vực La Ngà Fish Hill. À, quý vị có thể coi trên Google Maps ấy, mình biết tên khu vực này là La Ngà Fish Hill. Phía bên kia có một đồi cát, các nghĩa chất của tư nhân hay là gì đó mà mình cũng chưa được qua được. Rồi khu bên này là một khu tòa nhà liên hợp rất là lớn. Quý vị xem live cam thì quý vị sẽ thấy rất là lớn. Thì mình order cà phê quý vị, mình đến quầy mình thanh toán trước và sau đó mình ra đây người ta sẽ bê ra cho mình. Order thì khách mua ly cà phê này pha bằng phim, có cả pha máy. Cà phê đây thì 30 ngàn một ly quý vị nè. Cà phê sữa phin bàn 1 quý vị nè. Quý vị ạ, tương lai mà hoàn thiện là anh nói thêm với mình là còn có xe điện đón mình từ đầu cổng vô. Rồi trên sông này là anh sẽ có hệ thống du thuyền đưa bà con đi chơi nữa quý vị. Đến, và đến đây mà nghỉ lại hoặc là uống cà phê thì ông nói để đặt khách sạn thì sọc ở lại hay ăn uống là vô tư anh nhỉ? Vâng, vô tư thoải mái. Mà nhìn ăn như vậy với tiềm lực như vậy thì quý vị thấy là cái thuyền du lịch trên sông là cái chuyện nhỏ rồi. Và cái đầu tư nhỏ của anh tương lai anh sẽ có đấy quý vị, rất là lớn. Hiện đại thì bây giờ mình đã mua rồi nhưng mà chưa có đưa về. Và mình chưa hoàn thiện. Vâng, anh chưa có hoàn thiện hẳn đấy quý vị. Ngay trên các cái trang địa phương Facebook hay gì cũng chưa thấy, bởi vì anh chưa có chủ gọi là quảng bá hẳn đấy, đang làm chưa xong hẳn đâu. Bây giờ hiện tại mới chạy demo. Và mới demo giống như thử nghiệm ấy. Ở đây mà những ngày thường như vậy thì khán thấy bà con có thể vào đi thể dục thể thao hay chạy xe một vòng tham quan cái khu của anh năm mẫu mấy quanh bờ hồ tham quan được quý vị ạ. Nhưng mà ngày lễ Tết đông thì có thể anh lại hạn chế xe vào chạy vào trong này. Nhưng mà lại có thể là có xe điện để đưa bà con đi vào luôn, tham quan một vòng được. Rồi có thể đi du thuyền ở trên sông La Ngà luôn. Các bạn ra tới thác chơi luôn. À tới thác, ờ đúng rồi, cái thác đấy mà mình còn chưa biết đấy. Thác Thanh Sơn. Vâng. Hoặc là thác trời. Vâng, đấy cái gì? Vâng, Khánh có chuyên nhiều mà Khánh còn chưa biết cái thác ở gần đây là thác Thanh Sơn này. Đấy là anh có thuyền luôn đấy quý vị. Hy vọng là quý khán giả biết đến khu vực đây là có dịp đi du lịch hay là ghé ngang ăn cơm hoặc là nghỉ dưỡng hay là về các cái trung tâm hành hương để mình ghé ngang quán ăn là La Ngà Fish Hill, mình có thể coi bản đồ mình đến cũng được. Có trên Google Maps thì có. Vâng, là có đường nó dẫn lên luôn. Vâng. Ấp 3 xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Vâng, nó là ấp 3 xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Theo mình biết thì cái hẻm của anh, cái con đường vô của anh ấy, vô khu vực mũi đất này thì mình đi đầu đường là quán Hảo Hảo, tức là nếu mà đi từ Dầu Dây xuống thì mình chưa tới chợ La Ngà anh nhỉ? Dạ, đúng rồi. Vâng, là mình sẽ qua bên tay trái đường có quán Hảo Hảo mình đi vô. Con đường chạy thẳng vào đây luôn. Đã khoảng mấy bữa nữa là có bạn chỉ dẫn ở đó. Đúng rồi. Vâng, vâng, đấy. Hôm nay thì Khánh đến đây là giờ này là 6 giờ tối. Mình đang tranh thủ uống ly cà phê giống như là mình cũng tự thưởng thức một chút sau một ngày Khánh đi suốt từ sáng đến bây giờ quý vị. Cũng khá nhiều hành trình, nắng gió có mặc dù mình đi ô tô. Khánh uống cà phê ở đây và Khánh xin được kết phim nhé. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn yên bình. Khánh xin được cảm ơn tất cả quý vị.